Đây, chào buổi sáng cô chú. Thì trời đất ơi, coi nè. Trời ơi, con làm mẹ thì con làm mẹ đi, con người mẹ đã bê bối rồi mà còn bê bối hơn nữa. Coi được không? Say hi, Dolores. Coi nè, nãy cô chú biết nó nói gì không? Đây nè, hồi tối này nó sơn móng chân cho Ngọc nè. Coi bây giờ chân nhìn nhìn nè, thấy gớm không? Trời đất ơi, khổ ghê. Bây giờ hai cái bàn chân nè. Đi 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 đi, chảy giờ rồi. So, say bye bye Dolores, we go swimming. Nè. We are going to swim today, swim today. We are going to swim today in the swimming pool. Good job, vậy đi. Mai mốt hát nè, mai mốt ai hát là hát theo có lý nè. Đi. Đâu có được. Đi. Đừng có, hết giờ rồi đi. Trễ rồi, còn có 15 phút nữa thôi à. Only 15 minutes, let's go. Rồi, sẽ chờ vô vô tới là đúng giờ bơi luôn nè, thấy không? Bye bye chị đi. Bye bye, bỏ này vô con. Thấy không? Cho bữa nay là đi y như là chạy giặt ra, đúng đúng tới đây đúng 9 giờ 30 luôn. Bye chị đi, have fun. Hả? Tắm hồ thì cũng hồ cũ rồi ba. Mình kiếm chỗ mình ngồi. Kìa, có mấy bà đó kìa, đó có mấy bà đó kìa. Cái bà này lúc nào mẹ bà cũng bồng bà vô, sao bà nhát quá ta. Cô chú thấy trai trai mặc cái bộ đồ bơi đã chưa? Ủa bữa nay một người dạy bơi khác hả? À không. Trời, cái bà nào bà hai bà ấy, cái bà đó bơi giống con rồi, bà hai mặc nguyên cái áo khoác vô kìa bà hai. Rồi người bà hai đó thôi chị, đó chị, kiến đáo lúc nào cũng phải bùm chùm hết trơn là chị đó chị. Trời ơi, đó cái đó vậy là con qua cái nước đó còn sống được rồi bà. Biết sao con thích tắm, con thích tắm nên là con mặc vậy cho có da con tắm. One, two, three. Wee! Good job. Đây này là quá luôn rồi cô chú ơi. Trời ơi, coi mặt quá kìa, coi mặt quá kìa, mới nhìn xung quanh rồi mới nhìn, mới nghiên cứu, mới nhìn qua bên trái, mới nhìn qua bên phải, hai con mắt bà láo liền. Bà coi ở đây, bà coi coi ở đây có địch không? Cô bà kìa, cô bà nhìn thấy mình rồi bà hai, bà thấy mình rồi bà hai. Rồi cô bà bu bà, bà y như là đu. Bu. Hả? Thì đó không có, đó là gọi là đang bu đó bà hai. Bu hả? Trời ơi, ấy nước rồi nữa. Bu. Nó là sao bu mà, nó ăn lẩu nhiều lắm. Bà hai nè, giang lẩu sao bu chưa? Chưa. Trời ơi các bạn, Ngọc hỏi bà hai ăn lẩu sabu sabu chưa mà bà cười, là ý có nghĩa là bà hai không tin Ngọc là trên đời này có cái lẩu chưa, không có lẩu tên sabu sabu. Ở đây cái không có chỗ nào mà bán cái lẩu đó ngon hết á. Đó, hát đó, đang hát theo đó, we are going to swim today đó. Dạ, hôm nay có mấy bạn mới nữa nè, cái bạn mà hồi từng rồi đứng ấy ấy à, nó nằm ở đây trong góc này. Chà, bữa nay nhiều dữ ta. Bữa nay được lượng thấy đông à nghe. Để chút nữa coi đứng lên cái miếng ấy rồi lực lượng này sao. Chị thái quá, chị cười té té. Ừ. Coi kìa. Ba chị quay chị nãy giờ cũng mấy chục dần. Cười. Ừ. Ngậm nước để phun ra đó. Nó nổi lên rồi đó, đợt nổi lên là nó lậu rồi đó. Thằng ấy nó sợ, nó đứng gần quá. Ừ, đứng gần quá gần, bởi muốn đứng xa xa một chút. Cô kia cô đứng xa, thành ra nó được ấy á, bởi vậy nó thấy nó lậu nó. Nè 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 đó, đó.
Thấy không? Sát bên nè. Mà bữa con tính nói cái này hoài mà con quên á. Cho nó cố gắng, cho nó có cái sự cố gắng một chút ngày mô cũng ghi về cái từng nào cũng y đó thôi thôi chứ có chi đâu tiến bộ. Phải cho nó thử thách chút chứ. Hồi nãy thấy hơi xa xa mà không làm mới nói. Nổi rồi nó. Gì đó, giờ cô đó làm gì nữa mà làm lại như nó nhột nó sụp lùi vậy. Cái mộ này dở vậy đó. Tuần sau chắc mẹ xuống bơi với chay quá cô chú ơi. Lâu quá mẹ không đi bơi với chay. Tuần sau xuống coi chay, coi thử cho chay mấy cái ấy rồi chứ ba thấy chay ba có giới hạn quá. Bây giờ mẹ phải ra tay thôi. Mẹ phải xuất chiêu thôi. Bơi có 30 phút mà nó đứng nó chơi hết mẹ 5 phút rồi. Chứ sao? Wow, thấy không? Hết hết sợ rồi đấy không? Ừ. Làm lại coi, làm lại coi. Lặn xuống lấy cái vòng á. 1 2 không lặn nữa, không đòi lặn nữa rồi. Không chịu rồi. Không chịu rồi. 1 2 3 nước trộn nước. Wow, lượm được cái kia. Hay quá. Đó, do it again đó. 1 2 Wow. Được. Không được hả? Rất bắt luôn hả? Được. Cái hồi nãy nó rồi. Mệt rồi đó, nặng 3 cái là mệt rồi đó. Tiếp tục rồi, em mệt lắm, ai phải làm. Thì em, cô chú thấy chay mặc, trời ơi, cái bà đó bà mặc cái quần không có không mặc áo luôn nè. Ấn ba chưa? Cái bà đó bao nhỏ xíu à, mà bây giờ có bà bự hơn chay ghê không? Không nhận á. Hướng đồ con chứ sợ con coi bà chay kìa, nhìn tướng quýnh lộn mà quýnh lộn quýnh này quýnh không lại rồi. Trời ơi, cô chào đó, hoa hậu thân thiện mà mình phải chào vậy đó. Thôi coi bạn, nhìn qua coi bạn đó làm gì, wow, ó thấy bạn đó hay quá. Coi coi còn sợ 1 2 để coi nhảy xuống không chi mà không chịu. chưa lắc tay người ta phải biết là nó cẩn thận người ta mới nhảy. Phải anh nói là chuẩn nhám á. Còn cái chị kia giống như phụ nữ dùng lên nữa rồi đó, đó chị đứng á, chị biết chị đứng ngay chỗ cái bậc ngoài kia, chị bước ra một chút á. Hai đứa đang biểu diễn thời trang đó. Wow. Đó, đếm thì đếm mạnh dạng lắm, đếm dữ lắm. Đếm như ta biết số vậy đó. Rồi. Còn cái tướng nhát kìa cô chú kìa. Đừng quên để cho nó tự nhảy xuống luôn. Chụp nó cái khúc đó làm chi? Đâu, ba nó để cái tay nó mới dám nhảy, không có tay chứ mấy ai nhảy. Thì đó, khi mà nó nhảy xuống rồi rút cái tay lại. Thấy rồi. Có cái đó loạn mình. Rồi kéo áo xuống. Mày dặn sao ở trong bãi đậu xe là phải làm sao? Là phải nắm tay ba, nắm tay mẹ nghe chưa? Đó, đang trường đó cô chú, cháu đang trường nè cô chú. Cái này là đang nằm. Hả?
Con chay nó quào con chứ đâu. À không phải, không phải chay. Nó vẽ cái bút mực màu đỏ lên người cho người con mà con kỳ nó không ra đó. Giờ chân con như ghẻ vậy. Rồi coi coi cái móng chân con nè. Excuse me sir. Excuse me, hello sir. Trời ơi. Có hai đứa lận. Rồi cá kìa, hồ cá đâu? Giờ đi vô mua kiếm mua đồ cái hồ cá. À. À chay à. Chay vô coi cá đi chay. Full clearance. Thấy clearance là ham lắm. Có cái gì đó đâu chơi. Nó đừng nó mua đồ cho lucky nha. Đâu? Hết sầu gì đâu? Cái show này có gì đâu ấy. JD, you wanna say hi to the doggy? Đây cái này là đồ ăn không phải dành cho mình nha con. Oh, that's nice. Trời ơi biết lại lấy cục xương cho con chó luôn mới ghê chứ kìa. Cái nào đẹp đâu con chỉ mẹ coi, con chỉ mẹ coi cái nào đẹp. Cái nào đẹp. Trời ơi. Hey baby, I want this one again. You want? And this one too. Baby shark đu 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 đu. Oh. You're putting them all up in a row? You see those other people? You want to go hang out with them? Oh, look, some more people showed up. Oh, wow. Put them all in a line. Is that all of them? Here, let's all put them in here. Thank you, JD. Thank you. You're welcome. Did you say thank you? That was very, very polite of you. Oh, you see? Wow. Soon you'll be that big. Mm-hmm. You want to get out? Oh, JD, what do you got? You got rocks? Okay, where are we going? Where are we going? Uh-oh. Oh no, a slide! JD, what do you want to do? Oh, you're gonna get ready to go down the slide? Okay, let's do it together. Ready? All right, ready? We're gonna go down the slide. One, two, three! JD, what are you doing? That's not the right way to go up the slide. You gotta go down that way. Here, you can't climb with things in your hands. You gotta let go of the stuff you picked up. Yeah. Can you do it? Wow. Oh.
Okay, Janie, you gotta come down. Yeah? You wanna go the other way? I'm not gonna let you get all the way up there to where I can't grab you. Ha! You silly girl. That's not the right way to go down the slide. You're going up the slide. You can make it all the way up. All right, let go. Let go. Let go. Here, let me spin you around. Come on. Let's go do other things. Wow, you really want to go down that slide, huh? You get up here so fast. You're gonna go too fast by yourself. I can't let you go by yourself. All right, ready? One, two, three. You want to do it again? Oh, she wants to play too. Be careful. Okay. You wanna? Let her go first, okay? And you go right after. Oh, be careful. See? See? You gotta be careful. You can't go down there without me. Swinging on the swings, JD. Be careful, you gotta be careful, you can fall backwards. Ready? One, two, three! Wow. Wiggle, wiggle, wiggle. There you go. You gotta be careful. Don't fall backwards. Wow. Wow. You ready? Here. Let's go down. One, two, three. Good job. You having fun? Push yourself. Push. There you go. Push. 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 Be careful. Don't fall backwards, okay? You'll hit your noggin. Yeah? You're such a big girl. You learn everything so fast. What do you want with that? You want to go on that one and swing on this one too? What's that? You thirsty? Here. Here. No?